Thế xin chào cả nhà, xin chào các anh chị em gần xa thân mến. Rất vui mừng cả nhà trở lại kênh của Thúy Phâm Lê Cuộc Sống Ở Pháp. Cả nhà hôm nay mình chia sẻ mình làm một bánh patiso hình con chó nha cả nhà. Con chó rất là dễ thương ha. Nhưng mà cả nhà cùng thấy chuẩn bị mình làm bánh hình con chó bằng một bánh patiso mình ăn cho gia đình mình ăn nha cả nhà. Mình cán nhẹ nhẹ nó ha. Cán nhẹ nhẹ vậy đó. Cán cho nó đều cho nó to ra nhờ có mình mới đem ra thì mình phải cán một lần hai lần ba lần thứ ba mình mới làm bánh được ha, mới ra bánh được ha. Lần thứ nhất thì mình chỉ cán thì thôi rồi mình gấp lại, lần thứ hai mình cũng cán mình gấp lại, cán tập thể dục luôn nha cả nhà. Cán cái này rồi thoát bụng vô rồi té cái bụng của mình nó sẽ nhỏ lại, tập thể dục luôn. Ủa cả nhà thấy mình đè nãy giờ có nhiêu à? Nó đang lạnh đấy, nó đâu có bự đâu. Hả? À, mình phải đè cho giữ luôn nè. Rồi mình cán ngang ra vậy nè, để cho nó bự nè. Rồi mình cán ngang lại vậy nè. Bởi vì cái này à, mập mà cán với nó ốm luôn á. Cho nên bắt buộc mình phải cán, mình làm bột để mình làm bánh hình con này con kia. Mình muốn tạo cho con mình nó thích, nó vui. Còn hay nữa mình muốn làm để mình ăn cho nó ngon mà nó đẹp. Cho cái bữa ăn hoặc bữa tiệc của mình á thì mình sẽ đang nhồi bột như thế này, mình sẽ cán á mình mới làm được. Rồi xong bây giờ mình sẽ gấp nó lại nha cả nhà. Đó, mình gấp cái bột của mình lại, gấp cái bột của mình lại, mình sẽ cán tiếp nữa, cán một lần này nữa rồi cán một lần nữa ha thì mình mới ra bánh được nha. Đó, cho nó nằm vậy. Mình cuốn nó là vậy để cho mình kể mình cán. Cán cho nó dễ ha. Đó, mình cứ đun lên mình cán tiếp. Cán nhẹ nhẹ từ từ. Từ từ chỗ cao tới chỗ thấp ha. Đó vậy đó. Cho nó đều đều để mình nó vô. Mình phải cán cho nó dài để mình lấy chân nữa đó, chứ mình cán ngắn là nó không lấy chân được ha. Cái bột này mình gịch là nó không có giống bánh mì nha, không gịch ra được nha, gịch là nó sẽ gấp, cho nên mình phải cán đủ chân cho nó dài luôn, nó vừa luôn ha. Chút nữa mình chép đó, mình chiều dài gì để mình lấy cái chân đó. Mình cho cái mình này nó hơi bự bự ra, cái bầu bầu bự bự ra đó. Cái nhà cán cái mình nó gì đó, bự 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 vậy đó. Bự bự vậy đó. Còn cái này cho nó nằm dài lại nè, đó. Nó nằm dài lại vậy đó. Nó không có được bự ra nữa. Cái mình cán cái này trở vô. Mình cho nó nằm trở vô ha. Đó cả nhà, bây giờ mình dỡ nó lên cả nhà. Mình thấy nó dày dày rồi ha, mình không có cắt nữa, không cắn nữa nha. Mình cắn quá là nó sẽ rách á, chút mình bẻ chân nó không có được. Đó, không cắn nữa ha. Rồi bây giờ mình dỡ nó lên nha cả nhà, dỡ phía này lên đó, mình để nó nằm vậy nè. Ha, mình tẩm cho nó vậy ha. Cả nhà nhớ cái này cái bột nó hơi rách, cả nhà phải cho nó nằm lại đàng hoàng ha. Đó. Rồi cho nó vậy đó. Con phái để đến con này. Cả nhà chuẩn bị nước, cả nhà không chuẩn bị nước thì cả nhà sẽ chuẩn bị trứng gà ha. Lấy chồng trắng trứng gà mình làm nha cả nhà. Mình làm cái đường viền của nó để cho mình cho nó đừng có bị chóc đó, là mình cho nó dính lại, dính bằng cái chồng đỏ trứng gà, mình trắng trứng gà. Còn chồng đỏ trứng gà thì chút nữa mình sẽ trộn á. Mình sẽ tráng á. Rồi đây chồng trắng trứng gà thì mình để đây chút nữa mình sẽ bóp vô đây nè, mình sẽ cho nó dính nè. Giờ mình lấy nhân ha, để cái nhân của mình đó, nhân của mình để đây ha. Còn không biết hết không. Đó,
mình để nhân trải đều 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 mỏng mỏng ra trên cái bánh này ha. Chỗ nào dày cả nhà sẽ để nó dài dài ra chỗ cái chân này nè, để chút mình làm cái chân nó mới được. Bẻ nó lại ha, dán cái trứng gà xanh quanh cái này nè. Đó, mình dán trứng gà xanh quanh cái đường truyền của mình chưa ra. Cái phần bột của mình là mình không có làm hết nha cả nhà. Mình không có làm phần bột của mình hết cái bánh nhân hết ha, nhưng mình chỉ làm phía trong nó thôi. Đó, bây giờ mình sẽ bẻ nó lại. Đó, cả nhà cho bẻ nó lại, cả nhà nương nương nó nha, để nó rách. Ủa? Rồi bây giờ mình sẽ cho nó nằm xuống, cho nó nằm hả, đè ngón tay này nè, đè ngón tay này cho hai cái bột nó dính lại với nhau, nó dính lại hả. Đó, cái nhà đè cho nó dính này vậy đó, cái nhà sẽ lăn lại bên đây rồi mình đè tiếp xuống. Đè xong rồi mình bóp xong rồi mình lăn ngửa lên, nó ngửa lên mình vừa bóp vừa đun nó xuống để cho cái bột nó chảy ra, nó không có đường sâu á, cái đường này của nó không có sâu, cho nó chảy ra, nó cho nó chảy ra vậy đó. Mình vừa bóp mình vừa đun nó xuống cả nhà, để cho cái nhân của mình nó ăn ra thịt, để cho cái thịt của nó lại liền với nhau đó, cho nó đun lên này, cho cái thịt nó, cái nhân nó đều với nhau. Đó, mình cho nó nằm xuống vậy. Rồi bây giờ mình sẽ đè nó trở lại, mình bóp dưới đây ha, bóp dưới đây nè, cho nó xì hơi qua ngay cái đường chuẩn của chỗ chân đi, rồi nó sẽ không có còn bị xì nữa. Đó, bây giờ thì mình sẽ để xuống ha, bóp trong rồi nè, mình để nó xuống, nó nằm sau kệ nó. Rồi bây giờ cái đầu này ha, nè nhớ cái này là cái chân là mình kéo nó ra nè, cái chân nè, đó. Cái chân là bột là mình kéo nó ra nè, nó thì nè, đó mình cho nó bột nó nằm vô nè, nó xẹp vô để nó nằm xuống, để chút mình cho nó mịn mịn chút đi ha, cho nó mịn mịn chút để nó không bị gãy nè. Mình bẻ nó lại nè, mình làm cong lại nè, cong lại để mình làm hai chân nữa nè. Đó, và bây giờ mình chưa có cắt, mình chưa có làm, mình chưa có cắt nó nên mình chưa có làm, mình chỉ bẻ nhầm nhung thử để mình coi thôi, coi mình dễ bẻ không thôi ha. Cái này có dấu hay không, có dấu là do cái nãy mình cán đó, mình cán mình chấp bột đó. Rồi bây giờ mình quay nó lại, mình sẽ cắt hai chân đó, cắt hai chân trước hai chân sau trước ha. Rồi cả nhà thấy nó làm như thế này, rồi mình sẽ cắt hai chân đây ha, hai chân đây nè. Đó, mình cho nó nằm như thế này để mình cắt đều ha, chia ra cho nó đều để mình cắt hai chân đó ha, mình lấy cái dao kia mình cắt. À, đây bây giờ mình cắt hai chân nè, mình phải cho nó xuống đây nè, đó mình chỉnh nó xuống đây, mình chia cho nó đều ra, mình chia cho nó đều ra để mình cắt hai chân đó ha, nó lún nhân đó cả nhà thấy không, nó lún nhân đó. Đó bây giờ mình sẽ cho nằm nhân nó nằm đều với nhau để mình ép cái này nó xuống, ép cái này nó xuống cho nó đều để mình bẻ cái chân nó lại. Ở đây nó còn cái bọng bột nè, bọng bột mà. Đó mình cho nó nằm vậy để mình bẻ hai chân lại. Rồi mình cái bột của mình còn dư ra mình sẽ nhét nó vô chỗ này. Đó, mình lấy mình sẽ nhét nó vô chỗ này để cho nó đừng có thấy cái bột ha. Mình dán nó vô đây, dán cái bột mình vô chỗ này. Đó, cho nó đừng có thấy cái nhân của mình, nó đừng thấy cái lộ của nó. Rồi bây giờ mình kéo nó hơi thon thon ra ha. Nè, mình kéo cái đầm nè. Cái bột này coi chừng nó gãy chỗ này đi ha. Anh dán cái chỗ này đi. Nặn ra chỗ này đi, vậy nè. Đó mình đun nó vậy nè, đun nó chỗ vậy nè ha. Đó mình cho nó hai chân nằm ra đây trước cái đã. Đó vậy đó cả nhà. Rồi chút nữa mình sẽ dán cái này lại ha. Đó mình cho nó nằm vậy đi ha, chân này nó thiếu rồi. Nè mình cho nó nằm vậy đó để mình cho nó ăn gian hai cái chân nó vậy được thôi ha. Đó này vậy nè. Bây giờ bột này nó không có dẻo, nó không có ấy thì mình phải tính cách mình làm nữa ha. Đó, mình lặn nó cho nó xuống đây, lặn cái này cho nó xuống, cho nó nằm liền vậy. Đó, cái này bột này nó thiếu mình sẽ lấy cái bột này ha. Đó mình lấy cái bột này mình cắt cho nó mỏng ra, cái bắt đầu mình sẽ lấy mình dán vô cái chân này nè cả nhà. Đây mình dán vô đây nè,
cho nó nằm vô đây nè ha. Đó, nó nằm vô đó, mình cho nó nằm vô vậy đó, mình kéo nó lại vậy nè. Đó, cả nhà thấy không, bây giờ cái chân này là được rồi ha. Nó không có làm được nhưng mà mình có cách mình phải làm được đó. Rồi bây giờ tiếp theo các bạn, cái chân này, cái chân này thì ngay chỗ này nó thiếu ọt nữa ha. Nó liền lại, mình bóp cho nó liền. Rồi phần tiếp theo thì mình sẽ đỡ nương nó vô ha. Mình quay nó lại để mình cắt cái chân trước đây. Cái nhà lấy cái này nè, cái nhà lấy cái này nè, cái nhà sẽ lo cho nó liền lại nha. Những lát càng ngày nó càng nứt cái nè, chắc bà mình luôn. Rồi bây giờ mình sẽ cho cái mình nó thùng lại ha. Đó, nó thùng lại như thế này, đẩy cho cái mình nó thùng lại, thùng cái mình thôi. Đó, cái cho nó vô như thế này để cho nó liền lại nè. Đó, liền lại đây nè. Cái này chút nữa mình để cái đầu nó lên đây ha. Rồi cả nhà, bây giờ mình sẽ đun nó, cái đầu nó vô đây, đun cái mình nó vô về để mình cắt hai cái chân này. Hai chân này thì mình cắt rất là dễ dàng, chỉ cắt làm hai thôi, không cần phải giống như cái chân bên đây. Rồi phần tiếp theo thì sẽ cắt hai chân trước này ha cả nhà, mà cắt hai chân đây ngay chỗ đây ha. Mình cho nó ra đây, rồi mình sẽ sửa thôi ha, sửa cho nó đều thôi. Rồi không, cái chân này mình không cần bẻ, thì chỉ quan trọng là cái chân này nó được rồi, mình không cần lấy cái chân trước, mình không cần bẻ nữa ha. Đó, cái chân này quan trọng của mình, cái chân này đã được rồi nè. Đó cả nhà, cái này, cái phần này nè cả nhà, mình sẽ cán cho bự ra, xong rồi mình sẽ gấp nó lại, mình gấp nó lại xong cái mình cán tiếp nữa để cho nó dẻo, cái là mình mới đi làm cái đầu. Cắt ở ngoài chút ít đi ha, đừng cắt sáng này. Đó, mình sẽ cắt cho nó đều như thế này. Đó, mình cắt nó đều như thế này, xong rồi mình sẽ cắt nó như thế này. Chờ khoảng 5 phân thôi, 5 ly thôi. Cái này mình làm cái lỗ tai với cái đuôi nó là đủ ha cả nhà, hai lỗ tai với cái đuôi. Chứ cái đầu này mình còn cái gì nó hơi dư thì mình bẻ ra ngoài. Rồi bây giờ mình sẽ để cái dân mình vô ha. Nhân bự dữ nha. Còn có miếng thôi, bỏ đây làm gì đây, làm luôn, ăn cho khổng lồ luôn. Cái này nè, kéo đây nè, ở mình chấm nó lại như thế này. Rồi nó chuẩn bị dừa đó, mình nắm nó cả này, rồi mình nắm như thế này nè, cho nó dừa nè. Rồi sẽ rắn con mắt nó vô, rồi mình lấy đồ mình gắn con mắt nó vô đây. Bây giờ cái mềm lắm, nó không, nó mềm lắm, mình không cần phải lấy đồ, rồi mình gắn mắt nó vô đây luôn. Đó, nó rất là mềm ha, rất là mềm, mình không có cần mình lấy đồ mình chăm nó. Rồi tiếp theo thì con mắt ở bên đây canh cho đều với nhau ha. Rồi cho nó nhọn nhọn lên ha. Cái mỏ này coi chừng chút nữa nó sẽ bị tét, cái bột nó không liền này nó sẽ bị tét á cả nhà. Đó, mình để nó vậy đó, rồi mình nắn cái mỏ nó, từ mình sẽ nắn cái lỗ tai nó là nó sẽ xong rồi. Mình để nó xuống mình làm vậy đó, nắn cái mỏ nó đây. Cán xong rồi bây giờ mình chấm nó lại nè, nè cái nhà nhìn cái lỗ tai dễ lắm. Đó, xong rồi giờ vậy ha, mình chấm nó lại vậy ha. Đó, hai cái tay mình đun nó lại vậy là đun nó lại vậy nè, cái lỗ tai nó được nè. Dưới đây mình cho nó nằm vô, rồi mình đun cho nó chắc vô vậy đó. Mình cho cái lỗ tai nằm vô, không được thì mình phải lấy cây mình tim mình găm ghim nha. Nó hơi nhọn nhọn, cái mỏ nó nhọn nhọn gì đó. Giờ mình sẽ ghim cái lỗ tai bên đây trước đây hả.
lấy tâm mình ghim nó nè cả nhà, không ghim nó sẽ rớt nha. Đó, ghim nó vô, ghim vậy đó, ghim hai ba cây ha, chứ ghim một cây là nó sẽ rớt á. Ghim cây nữa nè, đó, ghim vậy đó, để cho nó dính chứ không nó sẽ rớt. Nhưng mà mình cũng phải dán nước vô đây, mình dán cái trứng gà vô đây để cho nó dính nè, cho nó dính này để thôi nó không dính. Nghe nó vô vậy đây, xong cái lỗ tai đây ha, nhà cho lỗ tai nằm cha lên luôn gì đây, nó lỗ tai đây mình cũng làm như vậy luôn ha, rồi mình búng đúng như vậy nè, dễ lắm. Rồi cái mình cái ép cái này đừng vô, mình bóp vô gì, rồi chút nữa mình sẽ gắn lỗ tai nó vô, nó sẽ thành lỗ tai lên ha. Rồi bây giờ mình sẽ lấy cây mình ghim bên đây ha, làm ghim phía bên đây nè, mình canh nó đều với nhau ha cả nhà. Đó, mình canh nó cho nó đều với nhau đây, mình sẽ ghim nó vô đây nè. Đó, mình sẽ ghim nó vô chỗ này, mình ghim nó vô xong mình lấy cái tâm mình ghim nó lại, mình lấy cái nó lại nè, để cho nó giống với nhau ha, cho hai cái đôi tay nó giống với nhau. Vậy đó, bây giờ này nè, nó hơi nghiêng nghiêng vậy nó mới giống nè. Hả? Nó hơi nghiêng nghiêng vậy nó mới giống cái lỗ tan đây nè. Lỗ tan đây nó còn ướt. Từ từ đã. Rồi xong cả nhà ha, rồi mình chuẩn bị mình sửa cái đầu nó lại. Đó, mình cho nó vậy rồi, cái này nó chưa có được ha, mình thêm khúc nữa. Một chút thôi là nó rớt đây nữa nè. Đó, mình thêm vậy nữa. Cái bên đây cũng vậy nữa nè. Đây chút nữa nó sẽ rớt ở đây nữa nè. Rồi mình canh nữa, mình coi lại ha. Mình coi lại cho nó chưa có đều, mình sẽ nắm lỗ tai kéo nó lên. Kéo nó lên ha. Đó, mình kéo nó lên vậy đó. Vậy đó. Đó mình sửa nó cả nhà. Sửa nè. Mình cho mỏ nhọn ra, xong cái mình sẽ làm bằng lại cái mình cho mình cho nó giống con chó này, giống ha. Rồi mình chích chích cái mũi nó ha, mình sẽ để ở đây mình chích cái mũi nó đây nè. Đó mình chích đây nè, chích cái mũi nó rồi mình sẽ cắt, mình sẽ dò cái đuôi nó nha cả nhà. Đó mình dò cái đuôi nó, mình dò cái đuôi nó lại. Chó thì cái đuôi nó cũng không có dài, nó không có xè, không có xè giống ngựa. Mà giờ cái đuôi nó chỉ dài thôi, dài với nhọn thôi ha. Đó, mình làm như thế này thôi nè. Rồi mình sẽ dán vô đây ha. Có con cục đuôi nữa, mình muốn làm cục đuôi mình làm ha. Giờ mình cho nó vô đây nè, đó, nằm đây nè. Mình chích nó vô đây để mình đưa cái bọt mình vô đây, cho cái bọt mình vô đây ha. Rồi cái đuôi nó nằm như thế này đó, nằm vậy á, cho cái bọt mình nó dính vô ha. Rồi đuôi nó nằm như thế đó hả. Rồi xong cả nhà ha, đó cả nhà làm vậy đó. Rồi xong cái đuôi, một cái đuôi con chó xong rồi. Bây giờ tới cái đầu nữa ha, cái đầu nó cả nhà thấy đây, mình sẽ để cái này lên rồi ha, để ở đây. Bây giờ cái chân này hả, cái chân cái nhà cái vuốt cho nó nhọn nhọn lại ha, mình cắt nó một móng rồi ba móng, nó có bốn móng cho nó trên đây móng à. Đó xong rồi tới cái chân tiếp theo này cũng vậy luôn, đây móng à, móng trên nè, cắt nhỏ là bớt ha, tới móng này là tới móng này đó. Bỏ này cho bác ha. Đó. Bỏ cả nhà cho bỏ nó vậy đó. Rồi xong cả nhà. Đó, chân nó vậy đó chứ không có dài lắm ha. Cho nên mình chỉ làm vậy thôi. Rồi xong rồi cả nhà. Bây giờ mình sẽ chuẩn bị đi nổ lửa nha. Cho mình mới đợi cái đầu lên nha. Rồi xong rồi cả nhà, bây giờ mình sẽ để cái đầu nó lên nha cả nhà. Mình sửa cho nó tròn tròn lại tí ha. Sửa cho nó đàng hoàng lại tí nữa mình để đậu lên ha. Mình sửa cho nó tròn tròn để chi không, chút nữa nó cũng bị dẹp á.
chứ không phải nó sữa tròn tròn mà nó tròn tròn lên đâu, chút nữa nó cũng dẹp ép à. Rồi đó, bây giờ mình sữa tròn tròn lên hai cái tay này, mình sẽ đẩy nó vô vậy đó, vậy đó ha, mình sữa cho cái đầu nó lại vậy nè, nó sữa cho cái đầu nó lại vậy ha đó. Rồi xong mình sẽ để nó lên ha, mình dán trứng gà trên đây ha, dán trứng gà cho nó ướt ở trên chỗ này nè, rồi mình sẽ để cái đầu nó lên đó, mình dán cho nó ướt chỗ này đó, cả nhà sẽ chiêm cái đầu nó lên đây, nó sẽ nằm vậy đó, rồi cái đầu nó sẽ nằm vậy nè. Đẩy qua cái khuôn của mình trước, mình đem qua cái khuôn trước ha, lúc nữa mình nướng gần chín mình cũng chữa nó lại ướt nữa chứ không thôi là không được nha cả nhà, không thôi là nó không có được ha, nó gần chín bạc mình quấn chân nó lại trước, không thôi là cái chân nó bị cháy, rồi mình dở này lên mình quét cái này, rồi này nó là dạng cái bánh trung bánh bơ không, nó cũng cứng cứng, nó hơi bị gãy và nó bị giòn lắm, cho nên mình phải cẩn thận nữa, mình phải lấy đồ mình bó nó lại đó. Bây giờ mình lòn giấy lên cả nhà, dở đít nó lên, lòn giấy lên, dở hai chân lên, lòn giấy vô ha, lòn giấy vô để mình mình bó nó lại để không nó bị gãy nha cả nhà, nên thôi nó bị cháy á, bị phồng cái đít cái mình của nó lên, cái bột của nó sẽ phồng lên, nó bó chắc vô ha, để mình cho nó nằm chắc vô, mình bó như thế này nè, giải nếp lên nữa nhớ cho cái chân này có chừng nó bị gãy cái chân ha, đó mình dở nó lên vậy rồi đó, đó mình phải chữa chân nó lại, mình dở xong rồi mình sửa chân lại ha. Rồi bây giờ mình sẽ kéo cái nớ qua để mình bó nó lại nha cả nhà. Mình cắt cái chân của nó, mình lấy kéo mình cắt cái này của nó. Đây mình cắt cái đây nè cả nhà, mình cắt ngay chỗ này nè. Mình cắt để mình cho cái chân nó nằm ngoài ha. Đó, mình cho hai cái chân này nó nằm ngoài để chút nữa mình gắn cái bạc mình chùm cái chân lại. Mình chỉ bó cái mình của nó thôi. Đó, mình bó cái mình của nó thôi cho mà nó mình cắt ha, cắt cái đây nó mình cắt vậy đó, rồi mình sửa cho nó dính lại ha, móng mà mình cho nó chè ra hết ha, mình để chút nữa mình lấy cái bạc mình bó cái móng nó lại đó, bây giờ mình sẽ để nó vô đây đó, đây nè thấy không, rồi bó vậy nè, bó gì chứ kia không, cho cái mình nó đừng bị nở đừng bị xì lên. Đó, bó vậy đó, để nhớ cho nó đừng có bị phùng cái bọt nó lên, để cho cái nền của nó, cái mình của nó còn nguyên, nó không có bị phì. Rồi bây giờ mình nhét vô đây, nhét vậy á, rồi mình quét trứng gà xong rồi mình nhét tới cái chân của nó là mình để đây ha, mình chùm cái này lên cũng được, khỏi cần làm giấy bánh rồi ha, đó để vô đây rồi mình chùm cái này lên về, mình tấn cái đít nó vô gì để cho nó đừng có nở lên, đừng nở của mình của nó lên này, cái chân này mình chùm về nè để cho nó đừng có nóng cái chân, đừng có cháy đen cái chân, xong tới cái phần này ha cả nhà, cái phần cái mình này nè thì cho nó làm chát vô đó, cho nó làm chát vô vậy á, rồi tới mình chữa cái đầu nó đó, mình quét cái đầu nó luôn nha cả nhà, quét cái đầu nó luôn, mình lấy giấy mình quấn hai lỗ tai với hai cái chân trước lại nè, chứ không thôi là nó sẽ cháy hai chân trước này với hai cái lỗ tai của nó đó, mình quét hai chân của nó là mình phải lấy giấy mình quấn lại chứ không thôi là nó sẽ tét hai chân đó. Quán nó ta đây.
quấn nó tay vậy nè ha. Đó mình chấm nó tay ra đây. Rồi xong rồi cả nhà, mình đem đi nướng nha cả nhà. Đó. Thấy làm xong rồi con chó rồi cả nhà. Cả nhà thấy con chó dễ thương đẹp trai không cả nhà? Thì cũng đã chia sẻ cùng cả nhà mình làm bánh pate cho hình con chó rồi. Thì cũng xin tạm biệt cả nhà ở video này ha. Chúc cả nhà luôn luôn khỏe mạnh bình an nha cả nhà. Cả nhà nào mà xem video cho Thí mà chưa có đăng ký kênh và nhấn chuông thì hãy đăng ký, nhấn chuông ủng hộ Thí với nha. Thí cảm ơn cả nhà rất là nhiều thời gian qua đồng hộ kênh của Thí Family Cuộc Sống Hợp Pháp. Thí chúc cả nhà nhiều sức khỏe, bình an, thành công, phát tài, vui vẻ, hạnh phúc.